Do thời gian trên, nhiều người đang trên ghe chở cát thấy một thi thể giống người. Lấy khe kéo lại gần thì phát hiện đó là thi thể người phụ nữ đang trong giai đoạn phân quỷ. Quá quảng sợ, mọi người liền chạy lên bờ và hô quán cho những người sống quanh bờ sông, đồng thời thông báo cho công an địa phương. Nhận được tin báo, công an huyện Phú Giáo cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan đã có mặt tại hiện trường khám nghiệm tử thi. Theo ghi nhận tại hiện trường, thi thể người phụ nữ chết cách đây khoảng 3-5 ngày. Nạn nhân khoảng 35 tuổi, trên người mặc quần dài áo sơ mi, và không có bất kỳ giấy tờ tùy thân trên người. Đến 15 giờ cùng ngày, thi thể nạn nhân được đưa lên bờ và chuyển vào nhà xác để tiếp tục phục vụ công tác điều tra.